Ở tập trước chúng ta đang dừng lại ở sự kiện Triple thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Và sự kiện sắp tới đây sẽ có tên là The Ark, là một trong những sự kiện được coi là dài nhất ở trong server Dream SMP. Nếu các bạn chưa hình dung được cái sự kiện này nó kéo dài như thế nào thì nó còn có trước khi cả server Dream SMP tồn tại. Nghe khá là khó hiểu đúng không? Thì hôm nay mình sẽ làm một video giới thiệu sơ bộ về The Ark, hay còn được gọi là Crimson. Những bạn nào thích những video như thế này thì đừng quên để lại cho mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Và mình cũng có một channel phụ để livestream lúc rảnh rỗi mình chơi game. Các bạn có thể qua channel đó và đăng ký cho mình nhé. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video của ngày hôm nay. The Crimson, hay còn được gọi là The Ark, là một vật thể hình bầu dục lớn màu đỏ vô cùng kỳ lạ được Bad Boy Halo phát hiện ở trong căn phòng chứa những bức tượng của anh ấy vào ngày 6 tháng 12 năm 2020. Kể từ đó, vật thể này liên tục phát triển và các dây leo đã liên tục được tìm thấy ở những vị trí khác nhau trong server Dream SMP. Vật thể The Ark này có vẻ là nó có chi giác, nó nói chuyện được với những người khác bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Nhưng riêng đối với Foolish thì nó nói chuyện với anh ta bằng tiếng Anh. Bad Boy Halo cũng đã từng tiết lộ rằng quả trứng này nó có thể nở ra được, nhưng không biết nó sẽ nở thành thứ gì. Tiếp theo là các loại dây leo máu, còn được gọi là Blood Vines. Nó bao gồm những khối Nether, khối Len, Redstone, vân vân, hầu hết đều là những khối màu đỏ. Được mô tả là có mùi sắc và có vị như là kim loại. Chúng dường như đang phát triển chậm chậm lên trên khắp bản đồ của Dream SMP. Mặc dù gần đây, với một số sự giúp đỡ của những người chơi trong server, thì những mầm cây này đang dần bị tiêu diệt. Trong sự kiện này thì chúng ta sẽ có hai phe được thành lập là gồm Empire, hay được gọi là đế chế trứng, là những thành viên đã bị điều khiển bởi quả trứng này và tôn thờ quả trứng như là một vị thần. Và phe tiếp theo là Pro Omelette, được tạo ra bởi Captain Puffy, là phe tập hợp những người cố gắng ngăn chặn quả trứng phát triển và đảo ngược tác động của nó lên các thành viên của Empire. Chúng ta cùng đi sâu về chi tiết của quả trứng này. Quả trứng này có rất là nhiều khả năng khác nhau. Đầu tiên chúng ta cần phải kể đến đó là nó có thể thao túng và hủy diệt một con người từ bên trong. The Ark có khả năng giao tiếp với tất cả mọi người bằng những lời thì thầm kỳ lạ, tới từ một thứ ngôn ngữ không xác định. Một số người bị ảnh hưởng bởi nó có khả năng nói, nghe và hiểu được những lời thì thầm của The Ark. Và cuối cùng thì người đó sẽ bị mê hoặc bởi quả trứng này. What'd you just call me? Quả trứng này có thể thao túng mọi người bằng cách hứa hẹn để ban cho họ những mong muốn sâu sắc nhất của người đó. Các thành viên của Empire đã được quả trứng hứa hẹn những điều tuyệt vời, đổi lại rằng họ chỉ cần phục vụ quả trứng. And Frost thì được hứa hẹn sẽ được ban cho sức mạnh. Punch sẽ được ban cho sự hỗn loạn. Đi kèm với đó là những điều ước của Bad Boy Halo, Skeppy và Pong. Đây cũng có thể là lý do mà tại sao Tommy Innit không bị quả trứng gây ảnh hưởng như những người khác, bởi vì anh ấy đã có tất cả mọi thứ mà anh ấy từng muốn. Và tất cả mọi thứ ở đây, ý mình nói, đó chính là những chiếc đĩa nhạc. Những người bị The Ark hủy diệt từ bên trong sẽ bắt đầu thể hiện tình cảm với quả trứng nhiều hơn. Dần dần họ sẽ ngày càng phụ thuộc vào quả trứng, cho đến khi họ không còn bản chất của con người bên trong họ nữa. Những người này sẽ được The Ark thúc đẩy lây lan sự thối nát thông qua việc đặt những bông hoa màu đỏ thẫm và rễ cây màu đỏ thẫm xung quanh Dream SMP. Những kẻ bị hủy diệt từ bên trong, từ giờ mình sẽ gọi là những kẻ lạc lối. Thì những kẻ lạc lối có vẻ như chỉ bị ảnh hưởng khi quả trứng không bị bao bọc bởi bất kỳ thứ gì. Nên việc nhốt quả trứng lại ở trong một căn phòng bằng Obsidian đã giải phóng được các thành viên đó khỏi trạng thái thôi miên. Tuy vậy, khi mà quả trứng đã phát triển và lớn hơn sau khi nó hấp thụ được những khối hắc diện thạch, thì cách ngăn chặn này đã bị bỏ qua. Quả trứng chỉ thường thể hiện sức mạnh của nó khi mà đối phương ở gần nó. Nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, quả trứng đã thể hiện khả năng nói chuyện với mục tiêu từ khoảng cách rất là xa, đôi khi lên tới hàng nghìn block. Sau khi thực hiện một số thí nghiệm, thì những người trong server thấy rằng dây leo máu có khả năng biến các vật thể màu xanh thành màu đỏ và các vật thể màu đỏ thành màu trắng, còn màu trắng thì không bị ảnh hưởng bởi dây leo. Điều này giải thích tại sao Skeppy đã chuyển sang màu đỏ khi bị mắc kẹt với quả trứng trong một thời gian nhất định. Và một số người chơi, ví dụ như là Bad Boy Halo, màu đỏ trên quần áo của anh ta cũng bắt đầu chuyển sang màu trắng. Và đôi mắt xanh của Anne Frost cũng từ từ chuyển sang màu tím trước khi chuyển thành màu đỏ. Các dây leo cũng có khả năng biến nước bình thường thành dung nham. The Ark có khả năng ăn mòn bất kỳ chướng ngại vật nào xung quanh nó, chứng minh bằng việc nó có thể hấp thụ được khối hắc diện thạch và khiến nó trở nên lớn hơn. Cơ chế phòng vệ. The Ark có một cơ chế phòng vệ khá hoàn hảo. Sau khi bị gây một lượng sát thương lớn,
ví dụ như là TNT, thì DX sẽ từ từ phục hồi bằng các khối magma và sẽ ngăn chặn bất kỳ ai cố ý giẫm lên nó. DX cũng đã học cách tự vệ bằng cách tấn công bất kỳ ai cố gắng cắt đứt một phần dây rễ của nó. Nó thường gây sát thương là 4 tim cho kẻ tấn công. Mặt khác, những dây leo xung quanh còn có khả năng bao bọc quả trứng để tạo thành một rã trắng. Khả năng miễn dịch, đây không phải là một khả năng của quả trứng, đó là khả năng của một số người chơi ở trong Dream SMP. Có một số thành viên đặc biệt của Dream SMP dường như được miễn nhiễm với sức mạnh thao túng của quả trứng. Đến bây giờ vẫn không biết bằng cách nào hoặc tại sao một số thành viên nhất định lại có thể miễn nhiễm với quả trứng này như vậy. Trong một thời gian, quả trứng dường như không hề ảnh hưởng gì đến Skeppy, đến bản thân Skeppy cũng không hề cảm thấy gì khi anh ta đứng gần quả trứng. Tuy nhiên, khi Skeppy bị mắc kẹt ở bên trong quả trứng, anh ta đã bị DS tẩy não nặng nề, làm mất khả năng miễn dịch này. Một ví dụ khác là khi Tommy Innes được Bad Boy Halo và Anfrost cho xem quả trứng này, thì Tommy Innes cũng đã chứng tỏ rằng Tommy Innes cũng miễn nhiễm với sức ảnh hưởng của quả trứng. Quả trứng này không phải là bất tử và nó cũng có điểm yếu. Đầu tiên đó là Obsidian. Đây chỉ là một biện pháp tạm thời làm chậm sự phát triển của quả trứng. Tuy vậy, nó cũng có mặt hạn chế, đó là quả trứng có thể hấp thụ được những khối hắc diện thạch và phát triển to hơn và mạnh hơn ngay sau đó. Tiếp theo đó là lửa linh hồn. Đây là một loại lửa chỉ cháy ở trên các linh hồn hoặc là khối đất linh hồn. Loại lửa này có thể biến các dây leo máu thành đá. Nó thường được nhìn thấy ở gần mộ của Slag và ở những dây leo trong công trường xây dựng của khách sạn Big Init. Tiếp theo đó là nước thánh từ nhà thờ Prime. Nước thánh này dùng để bảo vệ khỏi sức ảnh hưởng của quả trứng. Sau khi rửa sạch mình trong nước thánh, những ai tiếp xúc với quả trứng hoặc là dây leo sẽ thoát khỏi sức ảnh hưởng của nó. Bộ đồ Hazmat Twitch Prime. Đây là bộ đồ sử dụng để bảo vệ những người khác khỏi sức ảnh hưởng của quả trứng. Chúng ta đã từng thấy bộ đồ Hazmat xuất hiện ở trong cuộc thí nghiệm bom hạt nhân của Turbo. Cái cuối cùng đó chính là màu xanh lá cây. Các nhân vật có liên quan chặt chẽ tới màu xanh lá cây giống như Dream, Awesome Dude, Foolish dường như là có sức đề kháng cao hơn đối với sức ảnh hưởng của quả trứng. Điều này đến bây giờ vẫn chưa được giải thích rõ. Và đó là những thông tin chi tiết về DX mà chúng ta sẽ kể ở trong video sắp tới đây. Video này chỉ để giải thích rõ quả trứng này là gì, sức mạnh của nó như thế nào, để cho các bạn không phải bỡ ngỡ tới những gì mà mình sẽ kể trong video sắp tới. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của mình. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Bye bye.